Vinh với tao của Vinh nhá. Ý, Vinh được 4 ký rưỡi. 5 ký. Đây là bên tổng của Sáng nhá. Sáng được 6 ký rưỡi. Vậy là lần chung lần riêng thứ 2 thì Sáng hóa. Lần này Sáng sẽ được đổi công cụ. Sáng là Vinh mạnh kìa, Vinh. Và lần này Sáng sẽ được lựa chọn công cụ. Với Sáng. Không biết bớt phải công cụ gì ai. Đục. Vậy là ốp được cái đục đục. Cái đục tức là cái này này. Cái đục cái đục sẽ không cầm đục cái này cả. Thì sẽ đục kết hợp bên cạnh. Và Sáng sẽ có thêm dụng cụ mới đó, cái đục. Thì Vinh Nhật Đẻ sẽ phải sử dụng sau 8 phút. Và em cũng có thể được đục lại nhưng mà phải sau 1 phút, hiểu không? Ok, 5 phút nào. 3, 2, 1, bắt đầu. Sáng chung là đầu tiên cũng không kinh nghiệm luôn. Cứ lấy Sáng thẳng xuống, Sáng là một Sáng một giấy. Cứ lấy Sáng thẳng xuống. Ừ, 21 giây rồi, một phút tranh cách sao đó. Sáng 9 giây. Anh có thấy Sáng chưa có lại thế gì đó. Đục là quá lắm, còn gạch lại không lọc. Em kia là Sáng mấy cái đấy là bẻ luôn một góc đấy rồi. Chứ Sáng thẳng xuống là bẻ luôn một góc đấy rồi đó. Hơi ra rồi, vẫn chưa một phút vẫn đang ở dần gạch. Rồi, hết một phút, mới có thể dùng đục nhanh. Không lợi thế nào Sáng ạ. Đâu, vẫn bây giờ bảo chưa có kinh nghiệm thôi. Đấy gạch to ăn nhớ bán nhớ đây thôi. Đấy đấy không? Sáng là một tí đầu tiên. Ủa mình cũng sắp lại rồi. Ui dồi ôi, như vậy cũng mạnh lên. Đấy lên. Hai thí sinh của chúng ta đang rất là nỗ lực. Cố lên. Cố, mạnh cơ lên. Mình thì để ngấm mẹ rồi các bạn ạ. Tuy người to nhưng mà Vinh Nhẻ và thể lực Vinh Nhẻ rất là kém các bạn, rất cẩn thận đúng không? Chắc ai muốn lại là thi đấu thì nhớ là hai thằng này. Ok, hết giờ. Lần này có đục thì thấy anh em có vẻ mặt lập được nhiều mảng hơn. Nhưng mà thay kiếm là vẫn bình nghiêm. Đây là bên tập của Sáng nha. Ủa, 7,5 cân. 6,5 cân kéo một của Sáng một con, gần tiếp được Sáng được chơi công cụ. Múa bé rồi, múa nhỏ ạ. Mình bắt cái này múa thôi. Mình cải ra. Bắt đầu nhá. Cả muốn đục ra. Bắt đầu. Thật sáng lần rồi có đục rồi, không có đục mày quá chứ, thật sẵn sốt đúng không? Đừng nghiêng lên đục ra. Ôi, lên sáng luôn rồi. Không, nó phải rồi, em thấy nó phải rồi. À, chắc là sau 2 lần thu hút, sau 2 lần thu hút, sau 2 lần thu hút, sau 2 cờ lỗ tài không mà. Ê, nhìn qua đây, nhìn qua đây. Đó, nhìn qua. Trời ơi, đóng luôn. Nhìn lại qua đây. Ủa chết, các đứa chết. Trời, hình nổ hả? À, con biết chơi giờ này nè. Đây, để con. Đây, để con. Đang ghi. Chè dám. Ừ. Sau hai lần cố gắng thắng Vinh thì lần to luôn ạ.
xuống đè, xuống đè. Cùng máu được đó. Nó giỡn á. Di văn, di lô nè. Nó đầy rồi. Ai dễ thôi. Thấy gì chưa? Tuyệt vời. Tiếp theo. Thôi cái này nó dữ nè. Cái này không dối nè. Ok này. Rồi hết cho đợi thôi. Một tiếng nữa, một tiếng cho, một tiếng nhóc cho đây. À. Chị em. Chị em luôn. Tím luôn. Tím luôn hả? Mà xanh thì không tím có. Tím nè. Đầy. Tím bên đây nè ông ơi. Tím này sao? Này nè. Tào lao nhìn kỹ đi. Này nó là màu hường. Trời ơi, mắt cha chơi game nhiều sao? Nhiều ơi. Gì? Chắc theo là... Nè, nó có cho là... Nó sẽ cho mà. Đây. Ở đây nè, đây nè. Được nè, được nè. Màu tím đâu có thể nè. Ừ. Rồi, tím nè. Gì màu tím? Ok, đỡ hết màu tím rồi. Rồi, màu tím kìa. Này màu... Màu tím ở đây nè. Rồi, rồi, giờ tiếp theo phải. Màu đỏ. Màu vàng đó đây luôn. Ừ. Này màu vàng á, này màu cam, này mới màu vàng nè. À, được đó. Rồi đây, cái này đổ qua đây. Đổ qua đây. Này đổ qua đây. Rồi đổ hết màu vàng qua đây. Màu xanh. Đổ màu xanh qua đây. Đổ thêm cái màu xanh nữa. Cái này đổ qua đây. Thấy chưa? Này đổ qua đây. Này tuyệt vời. Và tiếp theo. Tuyệt vời. Trời ơi. Trời ơi, thật khó. Cái này đây. Cái này trò này con. Cái trò này rồi. Con nhớ quảng cáo có nè. Bây giờ sao? Màu xanh này qua đây. Chết rồi. Màu tím, màu tím. À. Nhưng mà nó không cùng màu. Này nè, này nè, bên đây nè. Đó, được rồi đó. Ờ ha. Trời ơi, màu tím á. Này màu hồng. Màu tím đó đây nè, không được. Này nè, này nè, bên đây nè, bên đây nè. Màu hồng. Trời ơi, đó có màu tím luôn. Ừ. Không. Này nè. Bậy ơi. Chết lỡ tay. Tay gì? Đổ lại. Đổ gì? Đổ cái này vô đây nè. À. Đổ vô đây. Đổ xuống đây. Mày khó không? Là Victory luôn. Đó rồi đó. Bậy. Bậy 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 bậy. Nhầm nhầm. Chơi chơi. Đầu tiên xanh. Xanh. Da cam. Màu tím. Đó đây lấy màu vàng ở đây nè. Màu cam. Màu gạch. À giờ con sẽ đổ qua đây. Rồi lấy màu gạch. À, màu gạch. Rồi này đổ qua đây. Tím. Tím nữa. Quá dễ. Rồi đổ nữa.
Rồi đón em qua đây. Rồi xíu nữa bậy rồi. Quần quần quần.